Chị, hôm nay là ngày 21, 22, tây tháng 12 năm 2022 đó anh chị, là những cái ngày cuối cùng của năm dương lịch 2022. Và tại thời điểm này thì hầu như hàng năm anh chị mình có nhu cầu mua xe rất lớn, nhưng mà năm nay thì chững lại anh chị, và cái lượng khách có nhu cầu mua xe năm nay thì rất là ít. Đó, lý do nguyên nhân chính của cái việc mà anh chị ít có nhu cầu mua xe trong năm nay là một cái năm mà khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng khá là lớn đối với anh chị, cũng như là tình hình rum riết tín dụng và lãi suất ngân hàng tăng khá là cao, nó cũng ảnh hưởng đến một phần tâm lý mua hàng của anh chị vào thời điểm cuối năm nay. Và biết được cái tâm lý và những cái khó khăn của anh chị vào thời điểm cuối năm nay, thì tại thời điểm này nhà máy Việt Nam Suzuki đang có những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn để hỗ trợ anh chị mua những cái dòng xe của Suzuki, từ xe tải đến xe du lịch, và đặc biệt là những cái dòng xe 7 chỗ chủ lực của Suzuki, bao gồm XL7 và Ertiga. Đó, và trong video ngày hôm nay thì em sẽ báo cho anh chị mình giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn và rất là cạnh tranh của hai mẫu xe này. Chào mừng tất cả anh chị đến với kênh của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Đầu tiên thì phải nói đến cái mẫu xe hot nhất của Suzuki mà rất là nhiều anh chị ở trên diễn đàn con xe cũng như là một số diễn đàn về ô tô nói rằng là cái mẫu xe này là nó gánh vác hết cả nguyên cái nhà Suzuki, đó là Suzuki XL7. Và XL7 thì hiện tại vẫn đang được bán ra với hai phiên bản, là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Sport Limited. Đó, về hai cái phiên bản này nó có khác nhau như thế nào, và phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị những gì, phiên bản Sport Limited được trang bị những gì, thì em cũng đã có rất là nhiều cái video để đánh giá, để show ra cho anh chị mình biết về hai cái phiên bản này rất là nhiều rồi. Anh chị có thể kiếm lại video trên kênh của em để mình có thể tham khảo lại. Đó, video này em chỉ báo giá cũng như là chương trình khuyến mãi cho anh chị mình thôi. Dạ, rồi, tại thời điểm này thì nhà máy Việt Nam Suzuki vừa mới tung ra chương trình khuyến mãi hỗ trợ thêm cho anh chị mình, áp dụng từ ngày 23 tới tháng 12 cho đến hết tháng 12 của năm 2022. Thì XL7 phiên bản tiêu chuẩn đang có trước mặt anh chị mình đây. Đây là phiên bản màu trắng, thì ngoài màu trắng ra thì nó còn lại rất là nhiều màu nữa, như là màu xám, màu đen, màu khaki, màu cam, màu đỏ ruột vàng, vân vân và vân vân. Dạ. XL7 tiêu chuẩn niêm yết với giá 599.900.000 đồng. Và tại thời điểm này thì nhà máy Việt Nam Suzuki đang giảm trực tiếp vào tiền mặt cho cái mẫu xe này là 20 triệu đồng. Đó, 20 triệu đồng. Thì sau khi tính cái mức giảm 20 triệu đồng thì lăn bánh tỉnh của phiên bản tiêu chuẩn nó rơi vào khoảng tầm 645 triệu và lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh là 665 triệu. Đó. Và cái giá em báo cho anh chị mình ở đây, thứ nhất là do nhà máy Việt Nam Suzuki họ ràng cái quảng cáo không có cho dưỡng quảng cáo vượt khung. Nó cũng như là một trong những cái việc là cạnh tranh từ các đại lý, và đây là những cái vấn đề nhạy cảm, nên cái giá bán chính thức của mẫu xe này thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp cho em Minh. Đó, ngoài cái giá bán này ra thì còn rất là nhiều cái ưu đãi nữa và những cái khuyến mãi thêm nữa cho anh chị mình để tạo ra cái mức cạnh tranh nhất có thể tại khu vực miền Nam. Nên anh chị mình mua xe thì tại thời điểm này, nếu anh chị quan tâm về giá thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đó, anh chị thông cảm giúp em, tại vì có những cái rất là nhạy cảm nên em không thể báo trực tiếp lên trên đây cho mình được. Dạ. Rồi, tiếp theo thì XL7 tiêu chuẩn thì mình sẽ có là mẫu Sport Limited. Sport Limited thì em đậu trên trước rồi. Ở đây hiện tại có một xe màu trắng bên kia anh chị. Đó, màu trắng bên kia Sport Limited là ở dưới cái cam ở dưới cái gương chiếu hậu anh chị mình thấy có cái camera đó, nó là phiên bản Sport Limited XL7 màu trắng đó. Thì tất cả các màu của XL7 từ phiên bản tiêu chuẩn đến phiên bản Sport Limited thì bên em đều có xe sẵn giao ngay cho anh chị hết. Thời điểm này xe rất là ngập tràn nên anh chị mình đừng có lo lắng. Còn về giá thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp với em, bao anh chị là giá tốt nhất khu vực. Dạ. Rồi, tiếp theo thì XL7 phiên bản Sport Limited niêm yết nó là 639.900.000 đồng. Nó cũng sẽ được khuyến mãi y chang như phiên bản tiêu chuẩn luôn. Và sau khi trừ tất cả khuyến mãi ra thì lăn bánh tỉnh nó rơi vào khoảng tầm 690 triệu. Còn lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 710 triệu. Đó, thì cũng giống như là phiên bản tiêu chuẩn. Thì khi mà anh chị liên hệ trực tiếp với em thì nó sẽ có những cái ưu đãi, những khuyến mãi và những cái mức giá có thể gọi là cạnh tranh nhất trong cái khu vực phía Nam này. Dạ, rồi. Xong hai phiên bản của XL7 rồi thì mình tới Ertiga nha anh chị. Ertiga mở bán vào cuối tháng 9 năm 2022. Do kiểu dáng không có quá nhiều sự thay đổi, cùng với việc là người Việt Nam chưa có quen về cái xu hướng hybrid của tương lai, nên là doanh số của Ertiga Hybrid từ khi ra mắt tới thời điểm hiện tại khá là bết anh chị, khá là bết. Tháng đầu tiên đâu đó 4 mấy xe, tháng thứ hai cũng 4 mấy xe, và tháng vừa rồi thì được 50 mấy xe. Tổng doanh số cộng dồn sau 3 tháng ra mắt của Ertiga này hiện tại chưa quá 150 xe. Thì đây có thể gọi là một cái mức doanh số nó khá là thấp đối với một mẫu xe vừa mới ra mắt.
Đó. Nhưng mà cái mẫu xe này thì ngoài cái nhược điểm là ngoại hình nó không thay đổi nhiều so với phiên bản cũ, nó không được bắt mắt, thì nó lại có rất là nhiều ưu điểm. Ví dụ như là trong cùng phân khúc thì đây là một cái mẫu xe có tôn vỏ tương đối là chắc chắn, có động cơ hybrid, và cái cục pin hybrid thì mức thay chỉ khoảng 20 mấy triệu thôi anh chị, và được bảo hành lên đến 5 năm hoặc 100.000 cây, nên anh chị mình vẫn cứ yên tâm mà sử dụng. Ngoài ra thì ở trong cái phân khúc 1.5 MPV 7 chỗ giá rẻ này thì có thể gọi động cơ của Ertiga Hybrid là một cái động cơ hay nhất, nhẹ nhất, bốc nhất ở trong tầm phân khúc và ít hao xăng nhất luôn. Nó ngoài ra cũng sẽ được trang bị những cái option đầy đủ tiện nghi, ví dụ như là đèn tự động, ga tự động, cruise control đó, và màn hình hiển thị đa thông tin, rất nhiều cái chi tiết rất là hay ho. Nhưng mà do mỗi cái ngoại hình nó không được bắt mắt nên dẫn đến là cái số lượng doanh số của cái mẫu Ertiga Hybrid này nó tương đối thấp đó. Và nếu anh chị mình bỏ qua được cái tiêu chí về ngoại hình thì đây là một cái mẫu xe thực sự rất là đáng mua trong phân khúc MPV 7 chỗ bình dân hiện tại tại thị trường Việt Nam. Ertiga Hybrid được bán ra với hai phiên bản là AT và MT. Thì để phân biệt được hai phiên bản này từ vẻ bề ngoài thì anh chị mình nhìn giúp em từ cái mâm. Đó, phiên bản AT sẽ được trang bị cái mâm phay xước hai tông màu, còn MT là chỉ là mâm sơn thôi. Và phiên bản AT thì được trang bị cái đèn sương mù ở đây. Còn phiên bản MT thì nó bị cắt đi, nó không còn. Đó là hai cái điểm ở bên ngoài mình để mình nhận biết được phiên bản nào là phiên bản AT, phiên bản nào là phiên bản MT. Đó. Thì phiên bản nào thì bên em cũng sẽ có xe giao hết nha anh chị. Anh chị thấy đây, xe rất là nhiều, bên em đậu ở kho ở phía đằng sau, rồi đậu ở phía kho phía trước nữa. Đây là phiên bản MT nè anh chị, không có đèn sương mù và không có mâm CNC. Ở thế hệ này anh chị. Ở thế hệ này thì mặc dù không có nhiều cái thay đổi về mặt bên ngoài nhưng mà giá nó đã thay đổi tương đối chênh lệch so với phiên bản cũ khá là nhiều, do là nó được trang bị động cơ hybrid cũng kèm như là một số cái option được tăng thêm đó. Nhưng mà tại thời điểm này thì khuyến mãi giảm giá về mức giá cũng rất là sát rồi anh chị. Ở phiên bản MT này thì niêm yết là 539 triệu. Sau khi được tăng cường chương trình khuyến mãi thì tăng bánh của mẫu xe này ở tỉnh hiện tại chỉ còn 580 triệu đó, còn lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh là 600 triệu cho phiên bản số sàn. Và với cái mức giá này thì Ertiga Hybrid MT đang là cái mẫu xe 7 chỗ rẻ nhất tại thị trường Việt Nam, áp dụng cho với xe mới nha anh chị. Xe mới 7 chỗ rẻ nhất tại thị trường Việt Nam là mẫu xe này, Ertiga MT Hybrid. Và mẫu xe này thì rất phù hợp với những cái bác tài kinh doanh dịch vụ Grab. Thứ nhất là cái mức phí đầu tư ban đầu của mình nó thấp, thứ hai là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó thấp, thứ ba là chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, bảo hành dài. Đó là những cái tiêu chí rất là tối ưu cho cái việc mà kinh doanh vận tải tại cái thời điểm lễ Tết này. Đó, rồi. Tiếp theo thì đối với phiên bản AT là phiên bản số tự động thì niêm yết của phiên bản số tự động là 639 triệu. Sau khi áp dụng trừ tất cả chương trình khuyến mãi thì phiên bản AT lăn bánh tỉnh nó rơi vào khoảng 655 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 675 triệu. Đó thì nó cũng giống như là XL7, thì do là một số vấn đề nhạy cảm về quảng cáo từ nhà máy cũng như là từ các đại lý khác nên là em mình chỉ báo đúng khung. Anh chị ai đang có nhu cầu quan tâm thật sự cái mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Ngoài cái mức giá này thì còn những cái quà tặng phụ kiện, những cái khuyến mãi nữa rất là hấp dẫn. Đảm bảo với anh chị là khi anh chị mua xe chỗ em Minh cũng như là đỡ đại lý Suzuki đồng nghiệp thì nó sẽ có cái mức giá có thể gọi là cạnh tranh nhất khu vực phía Nam. Đó, anh chị thông cảm giúp em, tại vì những cái vấn đề giá cả này nó khá là nhạy cảm nên là em không có thể bung hết trên này được. Nhưng mà khi anh chị liên hệ em thì em sẽ bung hết cho anh chị mình luôn. Dạ. Rồi, thì đó là cái báo giá nhanh của em về cái chương trình khuyến mãi của hai cái mẫu xe 7 chỗ đang rất là hot của Suzuki tại thời điểm áp dụng từ 23 tới tháng 12 cho đến hết tháng 12 năm 2022. Anh chị ai đang có nhu cầu sở hữu một cái mẫu xe 7 chỗ giá tốt, ít tiêu hao nhiên liệu để kinh doanh dịch vụ cũng như là để đi gia đình vào thời điểm dịp cuối năm lễ Tết này thì hãy liên hệ ngay cho em Minh với số hotline trên góc màn hình nhé. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp tất cả anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.